Phong kiếm Fushōken Hayate được sở hữu bởi Ren Akamichi, một kiếm sĩ, nhưng anh sử dụng những thân thủ từ ninja, tạo hình của thanh gươm thực chất là thanh gươm đôi với lưỡi kiếm nhỏ ngắn cũng như một phần nhọn ở phần cán kiếm. Nó có thể tách đôi ra để tạo thành một cặp song kiếm linh hoạt, hỗ trợ chiến đấu cực kỳ linh hoạt với thân thủ ninja của Kaoru Kenjan. Bản chất là phong kiếm, nó sẽ thực hiện những phong tuyệt kỹ giống như một nhân vật y giấu tên trong một tựa game L nào đó. Tạo hình cả hai phần của thanh gươm là một màu xanh neon và một màu xanh lá cơ bản. Phần thân của thanh phong kiếm được sử dụng để gắn những quyển Wonder Book. Ngoài những cú chém nhanh và cắt đao như gió, phong kiếm cũng có thể ráp ngược lại với nhau tạo thành một chữ thập. Nó là một thanh shuriken khổng lồ giúp Kenjan tấn công kẻ thù ở phạm vi tầm trung. Shuriken này cũng có thể nhân bản ra hàng ngàn shuriken để tấn công liên tục kẻ thù, nhưng đòn này đa phần chỉ dùng để đánh lạc hướng chứ không có quá nhiều sát thương. Dù sao, với khả năng đặc biệt cũng như sức mạnh từ phong tuyệt kỹ và khả năng tách đôi ra để giảm nhẹ trọng lượng và linh hoạt trong chiến đấu, cũng xứng đáng Fushōken Hayate đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng.